Nay tiếp tục quay sầu riêng nha bà chủ, nay sầu riêng giá như bà chủ hả? 50 à? Sa cả giá 50. Nông dân chuyến này giàu to rồi. Giàu cái gì, hai hôm nữa Covid tới. Covid sắp tới rồi. Tới chỉ ở đây thôi chứ chỗ khác đâu bị. Để chi vậy mà? Để làm cái gì? Đi cả nắng. Trời ơi, hơi sức đâu mà người ta mang quăng ra người ta phơi ngoài kia nè. Cha sầu riêng quá đã luôn. Hô. Nói chung là Covid sắp tới rồi. À. Nếu tới là thôi ăn cho hết. Sao ăn cho hết được? Mình dùng này bị thôi chứ dùng khác đâu có bị đâu. Ủa, vùng này mình bị nhưng mà mình đây phải chở đi vùng khác ăn. Thì sầu riêng nó đâu có lây Covid ở trong sầu riêng. Nó cách ly nó đâu cho người ngoài vào đâu mà. À à à. Bây giờ không có cách lây như hồi xưa nữa, bây giờ thí dụ như vùng nào là thí dụ phường nào bị là gom phường đó thôi chứ không có khắp nơi. Người ta đi không được thì ăn thì mình là chết. Ừ. Rồi thôi giờ sẽ ra xem các bạn cắt sầu riêng thôi. Đây các bạn thấy một mít nè, mít siêu xóm nè. À, mít siêu xóm nè, sầu riêng cũng còn cũng lưa thưa chứ không còn nhiều nữa ha. À, bạn nào ăn sầu riêng thì lo ăn lẻ đi kiểu hết, còn mít thì quanh năm, mít thì bây giờ còn mênh mông. Còn hái không? Hả? Ủa sao hái sớm xong nghỉ sớm vậy? Đâu có nữa mà hái. Hả? Hết à? Trái cũng còn lưa thưa quá ha. Năm nay bà con nào có ăn thì ăn cho sớm đi, chỗ hết sầu riêng là hết ăn. Ôi cây kia rụng sạch lá luôn thôi. Lá mà hết là xong. Cái sầu riêng này nè, mình đừng có xịt xét gì, mình để vài năm nó có kháng thể, cây nó hay lắm. Cắt cho đủ thì dục luôn, mấy trái mất công đấy. Thấy bà kia vô chưa anh Ngục? Rồi. Rồi hàng kia. Rồi. Đi chờ người đó. Hả? Đi chờ ông tài vào. Anh Ngục là anh sao? Thì anh Ngục á là thì anh bà con Ngục. Là anh thân thiết là anh Ngục phải không? Thấy sắm mặt gì? Hả? Nghề chính là quay phim mà. Cha cây này trái đã ta. Ồ, cây này nhỏ nhỏ mà trái đã ha. Cái cây này mình trồng được khoảng bao nhiêu năm rồi? Hả? Hả? 7 năm. Nhìn cái cây nó gọn ha. Nhỏ. Mà cái đám ở bên này, công nhận cái đám bên này đất lúc nào cũng tốt nha. Hay vậy.
chín rồi. Đâu mua nhiều mua bấy nhiêu thôi. Cắt hết cây đó luôn đi. Cái này sầu riêng này bỏ vô lò bánh mì nướng. Ê, cái bánh mì ở dưới mình làm bằng máy hay làm xe bằng tay? Làm thủ công không à? Ý là kho xe bằng tay chứ không phải bằng máy à? Thấy kia nó làm bằng máy nhanh ghê. Trời, trúng trái kia luôn. Ghê thiệt.
không lấy trái hả? Trái bự ghê không? Đám bên này sầu riêng cũng đẹp. Bên đám này sầu riêng nó cũng đẹp. Trời, cũng dông. Rớt á. Sách đi đâu? Hai
đường cho nó vô. Cho nó coi đường cho nó vô. Dạ đây chú Quỳnh ơi. Hả? Nằm đây nè.